Trong khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang bận thăm Campuchia và Lào, nhân chuyến viếng thăm của hai vị lãnh đạo nổi tiếng thế giới hiện nay là Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kim Jong-un tới Việt Nam, trong cuộc hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 mà Việt Nam là nước đăng cai tổ chức, thì tại nước nhà, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trả lời và thực hiện các cuộc tiếp xúc với những vị lãnh đạo cấp cao này theo một hình thức không mang tính chính thức. Trả lời phỏng vấn trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 do Việt Nam đăng cai tổ chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói những gì và đã trả lời với truyền thông quốc tế như thế nào? Ông Phúc đã nêu rõ sự kiện này và minh chứng về vai trò và vị thế ngày càng cao của một đất nước. Một cách thức mà ông Phúc và hệ thống truyền thông những ngày này liên tục lặp đi lặp lại là thế nước đang lên. Trong cuộc trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam về cảm nhận đối với việc thủ đô Hà Nội của Việt Nam được chọn là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồ hởi cho biết việc thủ đô Hà Nội của Việt Nam được chọn là địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai là một minh chứng rõ nét cho thấy vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực và thế giới. Ông Phúc nhiều lần nhắc lại cái thế và lực cũng như cái vai trò và vị thế này. Ông tự hào và nói rằng Việt Nam đang lên. Thủ tướng nêu rõ sự kiện này góp phần hiện thực hóa phương châm Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế đã được Đảng Cộng sản triển khai từ hội nghị Đảng lần thứ 11 năm 2011. Có trách nhiệm, tức là Việt Nam tích cực tham gia tìm giải pháp cho các vấn đề nóng của khu vực và thế giới, đem lại hòa bình, ổn định và phát triển phù hợp với chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị ngoại giao tháng 8 năm 2018, là vượt khỏi khuôn khổ hiện nay. Như vậy, trong khi trả lời phỏng vấn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn không dám vượt mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà phải nói rằng để phù hợp với chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là một cách thức điều hành chính phủ mà phải phụ thuộc vào Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, trong việc nói rằng có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế và vị thế càng cao trong cộng đồng quốc tế thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại mắc chứng bệnh nộ lâu nay vẫn đã hiện hữu trong ông. Những câu nói cảm thấy rất tự hào của ông Phúc được lặp đi lặp lại nhiều lần. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, thực vậy, từ khi gia nhập Liên Hiệp Quốc vào năm 1977, Việt Nam đã là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009 và hiện là ứng cử viên duy nhất của nhóm châu Á-Thái Bình Dương cho nhiệm kỳ 2020-2021. Tại khu vực, Việt Nam là một thành viên quan trọng của khối ASEAN, một nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ trong ASEAN và cũng là một đối tác ngoại giao quan trọng đối với nhiều nước trên thế giới. Khi chỉ mới được cân nhắc vào vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, một điều mà gần như các nước thành viên của Liên Hiệp Quốc đều đã và đang thực hiện, ngay kể cả những nước có thành tích vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất cũng được, thì Việt Nam đã là một vinh dự rất lớn và ông Phúc rất lấy làm tự hào về điều đó. Thủ tướng Phúc tin tưởng với những kinh nghiệm tổ chức các hội nghị thượng đỉnh quy mô lớn như APEC 2017, WEF ASEAN 2018, Việt Nam sẽ phấn đấu cao nhất để tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2. Ông Phúc nói, đến nay, Hà Nội đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị trên mọi phương diện. Các bạn có thể thấy đường phố tràn ngập cờ hoa tung bay, hoa tươi rực rỡ và cảm nhận sự hồ hởi, những nụ cười rạng ngời của những người dân chào đón bạn bè quốc tế. Người đứng đầu chính phủ bày tỏ qua hội nghị này, hy vọng Việt Nam sẽ trở thành cầu nối cho tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, giữ vai trò một đối tác góp phần kiến tạo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và khu vực. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ,
Thời gian tới, với vai trò là chủ tịch của ASEAN năm 2020 và là ứng cử viên cho vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam tin tưởng sẽ đóng góp tích cực hơn nữa vào tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và hòa bình phát triển bền vững trên thế giới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định một cách chắc đinh rằng: "Tôi tin rằng, khi luôn là thành viên có trách nhiệm, tận tâm, tận lực với cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ trở thành địa chỉ tin cậy cho nhiều vấn đề quốc tế, hội nghị quốc tế lớn của khu vực và toàn cầu trong tương lai." Nhiều khi người ta nói không sai, chỉ mới đã là nơi tổ chức sự kiện mà Việt Nam qua lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã rất hùng hổ và điều làm cho nhiều người cảm thấy tức cười là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trên truyền thông cả trong nước và quốc tế một cách rất ngầu. Ông cũng là người mà thường xuyên có những phát biểu làm cho cư dân mạng không thể không cười, như những câu nói như CLMV. Thì hôm nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi trả lời quốc tế lại tiếp tục có một số câu nói tương tự như thế. Và cũng với khí thế hừng hực của mọi ngày, ông Phúc nghiêng đầu và trả lời những câu hỏi của các phóng viên một cách thuộc lầu như một cái máy đã được lập trình sẵn. Trước đó, sáng ngày 25 tháng 2 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo về công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ, Mỹ, Triều Tiên sau các cuộc làm việc ngày 24 tháng 2. Cũng cần nhắc lại rằng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn với một thái độ rất trịnh trọng nhưng vẫn cứ nghiêng nghiêng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định rằng Việt Nam đã sẵn sàng và Việt Nam sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện quan trọng này. Kiểm tra tại Trung tâm Báo chí Quốc tế, nơi 3.000 nhà báo tác nghiệp đưa tin về hội nghị, Thủ tướng yêu cầu công tác đón tiếp báo chí phải chu đáo đối với từng phóng viên, biên tập viên, thể hiện sự hiếu khách của Việt Nam. Xung quanh khu vực Trung tâm Báo chí Quốc tế, Thủ tướng yêu cầu trang trí nhiều hơn các pano áp phích quảng bá hình ảnh thực sự đặc sắc về văn hóa thủ đô Hà Nội và Việt Nam. Đây là lần thứ 3 Thủ tướng đến kiểm tra tại Trung tâm Báo chí Quốc tế trong 2 năm qua. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thị sát tại một số tuyến phố chính xung quanh Hồ Hoàn Kiếm và kiểm tra việc trang trí tại khu vực bờ hồ, vườn hoa Lý Thái Tổ. Thủ tướng yêu cầu thành phố Hà Nội trang trí thêm hoa tươi, cây cảnh dọc theo các tuyến phố và khu vực bờ hồ, tăng cường các pano áp phích về hội nghị bằng tiếng Anh tại tuyến đường chính, nhất là xung quanh Hồ Hoàn Kiếm và khu vực nhà hát lớn Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu thành phố Hà Nội chỉ đạo việc sao sát đảm bảo vệ sinh môi trường sạch đẹp, tạo một hình ảnh đẹp về thủ đô. Điều đó cũng cho thấy trước đây thủ đô thường nhếch nhác và nay phải tạo ra một vẻ hào hoa khác đi. Cũng trước đó một ngày, ngày 24 tháng 2, làm việc với một số bộ cơ quan liên quan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị đối ngoại có ý nghĩa hàng đầu của Việt Nam trong năm 2019, đồng thời cũng đặt ra những thử thách trong tổ chức công việc. Do đó, cần chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, chủ đạo nhất cho hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên và đoàn đại biểu hai nước đến Hà Nội vì trách nhiệm đối với hòa bình thế giới và hình ảnh mến khách, thân thiện, hữu nghị của nước chủ nhà là nét văn hóa, nếp sống của người Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn nhắc nhở những người làm trong công tác chuẩn bị rằng cần phải bảo đảm làm sao Việt Nam là một cảnh hoàn mỹ trong mắt bạn bè quốc tế. Để bảo đảm cho sự kiện này, cần nhắc lại rằng trong khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi sang thăm Lào và Campuchia như một cách để né mặt vì lời đe dọa từ Đảng Anh Trung Quốc, cũng như đồng thời vì không được hai ông này tổ chức cuộc tiếp xúc sau đó, thế nên cách lé đi của Nguyễn Phú Trọng là một hình thức trốn tránh hợp lý. Về công tác chuẩn bị, Công an Hà Nội triển khai xe bọc thép Hummer chống đạn bảo vệ thượng đỉnh Mỹ Triều một cách rất kỹ lưỡng. Xe bọc thép sáng nay đã chính thức được triển khai trên đường phố Hà Nội
để tăng cường an ninh cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào hai ngày 27 và 28 tháng 2 tới. An ninh tại Hà Nội đã được tăng cường ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Khoảng hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ công an sẽ tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại một số khách sạn 5 sao và khu vực trung tâm. Phòng Cảnh sát Giao thông cử hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ và dàn xe đặc chủng dẫn đoàn phân luồng giao thông tại 300 nút. Lực lượng Cảnh sát Giao thông, lực lượng Cảnh sát Cơ động trên phố Hà Nội đã dày đặc. Đặc biệt, được biết tham gia bảo vệ sự kiện này, Bộ Công an cũng tăng cường thêm 500 Cảnh sát Cơ động đặc nhiệm cao, phối hợp với lực lượng thuộc Công an Hà Nội, nhằm bảo đảm an ninh trật tự. Xe bọc thép sáng nay đã chính thức được triển khai trên đường phố Hà Nội để tăng cường an ninh cho hội nghị thượng đỉnh. Bên cạnh đó, quân đội cũng đã được điều về cả sư đoàn nhằm bảo đảm sẽ không có bất kỳ biến động chính trị nào. Xe đặc chủng Hammer H2 là một xe chống đạn được điều động để hộ tống đoàn chỉ huy. Hammer H2 phiên bản đặc chủng có lớp vỏ xe kính chống đạn, bánh xe bị bắn thủng lốp vẫn có thể chạy được và còn trang bị cả súng đại liên RBK. Các lực lượng được trang bị tận răng so với ngày thường thì văn minh hơn, kỹ lưỡng hơn, nhưng chỉ có một điều người ta vẫn thấy. Mật vụ Việt Nam, Cảnh sát Cơ động Việt Nam khi cầm súng thì vẫn dí vào đồng đội bên cạnh. Tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có cuộc gặp lần hai sau lần đầu gặp nhau tại Singapore vào hồi tháng 6 năm 2018 để bàn về vấn đề hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Công tác hậu cần cho sự kiện này đã được Việt Nam thực hiện, bao gồm những hoạt động chuẩn bị về phía Việt Nam với tư cách chủ nhà. Và đây là một sự kiện có nhiều điều quan tâm theo dõi, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong những bản tin cập nhật tiếp theo. Vogue TV sẽ gửi tới quý vị trong những bản tin tiếp theo những thông tin diễn biến mới nhất và cập nhật nhất để quý vị được tường tận.